Hello mọi người, hôm nay chủ đề mà Nhi sẽ nói là nói về những chiếc áo Uniqlo, áo chống nắng UV mà được các bạn trẻ ở Việt Nam, đặc biệt là các bạn nữ rất là yêu thích. Vì sao? Chất liệu của nó rất là đã, rất là mềm mịn và bận rất thoải mái. Và đặc biệt chẳng những nó có túi ngoài mà còn có túi trong rất là tiện lợi để giấu đồ, bỏ điện thoại. Vì mọi người biết những chiếc túi ngang rất là dễ bị rớt đồ, nhưng những chiếc túi này nha Nhi đựng á, nó có hoài tới nỗi bỏ vô máy giặt, giặt xong đem ra phơi xong lấy ra bận, ủa có miếng rác ở trong đây. Nó còn tới như vậy luôn mọi người, cho nên là đựng đồ rất là ok. Cho nên là mọi người hỏi Nhi là Nhi ơi, mẫu áo khoác mới năm nay có túi trong không? Nhi xin thưa là mẫu mới nhất năm 2019 là có túi trong. Và những chiếc áo mà mọi người nhận của Nhi vừa rồi là đều là mẫu mới nhất năm 2019. Hiện tại nó vẫn để trên kệ của Uniqlo. Và đợt sắp tới này là Nhi vẫn còn một số mẫu Nhi để giá rất là tốt cho mọi người. Có một bạn khi mà nhận áo từ bên Nhi, bạn hỏi Nhi, Nhi, chị nhờ em mua hàng nội địa Nhật mà tại sao cái này là hàng Trung Quốc Nhi? Xong, có chị nhờ Nhi mua áo ngực của Uniqlo. Xong, Nhi, Nhi, trời ơi, chị nhờ mua hàng nội địa Nhật mà tại sao nó made in Việt Nam Nhi? Xong, xong có những chị mua áo của từ rất là nhiều nguồn. Sau đó, khi mua bên Nhi mới cảm thấy cái chất liệu rất là ok. Và chị rất là tin tưởng, và cho nên là hầu như năm nào là chị cũng nhờ Nhi. Vì sao mọi người biết không? Không phải hàng Uniqlo ở tất cả trên thế giới đều như nhau. Đó là tùy vào cái nguồn của cái nguồn. Khi mà nó đi vào thì cái người đây lúc nào tại mỗi nước đều có một cái khâu người ta hay gọi là hải quan kiểm tra xuất và nhập khẩu. Thì mặc dù vì hiện tại cái lượng người trẻ tuổi và làm những công việc gia công tại Nhật rất là ít. Họ cần cái nguồn nhân lực từ nước ngoài như Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam và Indonesia, Thái Lan, nhưng vì do một cái vụ bạo động Thái Lan và một cái vụ bạo động lâu rồi ở Trung Quốc, và người Trung Quốc họ đánh người Nhật, cho nên là nó ghét, nó rút hết nhà máy về Việt Nam. Cho nên hầu như những sản phẩm của Uniqlo bây giờ made in Việt Nam rất là nhiều, nhưng đặc biệt dòng chống nắng này vẫn còn made in China nha mọi người nha. Nó rất là tốt, bận rất là thoải mái. Và ở tại Thái Nhi đi cũng có Uniqlo, giá gần như tương bằng tại Nhật. Tại Singapore cũng có cửa hàng của Uniqlo và giá gần như tương đương tại Nhật. Và Nhi đã từng đi Thái, Nhi đã từng đi Singapore và Nhi đến cửa hàng Uniqlo, Nhi coi thử những cái sản phẩm, những cái chiếc áo của nó có thích hợp không, và cuối cùng là Nhi chỉ mua một cái kiếng chống nắng. Là do đợt đó là Nhi đi Singapore rồi Malay nó nắng quá cho nên Nhi mua cái kiếng trắng để chống nắng thôi. Còn những cái chất liệu giả thì Nhi thấy thôi về Nhật mua thích hơn, vì giá thành nó hơi cao hơn ở Nhật chút xíu nữa. Nhi cũng không biết vì sao nữa. Nó hơi cao hơn ở Nhật chút xíu. Đó. Và cái chất liệu nó như rờ, như cảm thấy không thích bằng ở Nhật. Tại vì mọi người biết để một cái đầu vào bất kỳ sản phẩm nào vào được cái thằng Nhật này, nó kiểm tra rất là kỹ, nó qua cái khâu kiểm tra rất là kỹ, từ đường kim mũi chỉ có cái gì là nó trả về, chứ không có được thôi kệ du di qua. Cho nên những chiếc áo mà mọi người mua tại nội địa Nhật của Uniqlo Nhi khẳng định là chất lượng nó rất là ok và khỏi phải bàn cãi nữa ha, rất là đẹp. Và mọi nào đã từng đi Nhật, đã từng cầm những chiếc áo thực sự là chính hiệu Uniqlo chuẩn nội địa Nhật sẽ cảm giác được ha. Và Nhi sẽ hướng dẫn mọi người một cách nhận biết rất là cơ bản để nhận biết là cái áo Uniqlo đó thiệt hay giả. Trước tiên thì mọi người nhìn ở đây ha, mọi người thấy rõ không ạ? Đây đây, đâu có thấy gì đâu. Nói chung nó có rất là nhiều điểm nhận dạng ha, từ những cái con số in ở đây, dãy số nó khác nè. Và ở đây nó không đề là chukuse nhỏ như vậy, mà có thể đề betonamu c, nhưng cái chữ nó to, nhưng mà đại khái là chữ mà bây giờ mà mình làm clip là lạng quạng nó sửa cũng được thôi. Nhưng quan trọng mọi người lật ra đằng sau, mọi người nhìn thấy gì chưa ạ? À? Đã thấy gì chưa? Đợi Nhi xíu.
Mọi người thấy gì chưa? Cái mã con chip đằng sau in ẩn ở trong cái thẻ này. Đây là cái mã con chip ha, để nhận biết được là nó là chuẩn Nhật hay không. Đây là mã con chip ở bên trong của nó. Còn những cái hàng fake là hoàn toàn không có mã con chip này luôn. Vì đây là một cái mã đặc biệt, vì hiện tại Nhật, khi mà bạn đến một cửa hàng Uniqlo, bạn có thể tự mua áo và ra quầy tính tiền, cứ quăng áo như vậy yên trong cái rổ tính tiền và tự động máy nó nhảy, nó sẽ đọc những con chip này và nó sẽ tổng giá tiền cho mọi người ha. Cho nên điều dễ nhận biết nhất, mọi người có thể giơ lên ánh đèn, giơ lên ánh đèn ha, giơ lên ánh đèn đó, giơ lên ánh đèn, mọi người sẽ thấy được cái con chip ẩn ở bên trong này nha. Con chip ẩn ở bên trong này đó, thấy chưa, mọi người đã thấy chưa ạ? Đó, con chip ẩn, con chip ẩn này khá quan trọng nha mọi người nha. Đó, con chip ẩn, con chip ẩn à. Vậy nha mọi người nha, Nhi hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho mọi người, để giúp cho mọi người tìm ra những sản phẩm tốt và chất lượng nhất nội địa Nhật, nếu như thật sự mọi người muốn mua nội địa Nhật. Chứ thực ra ở tại Thái, tại Xin cũng rất là ok, có thể vậy nếu như bạn nào đã xài qua, chứ Nhi không chê. Nhưng Nhi sống ở tại Nhật thì Nhi có quyền lựa chọn và Nhi thích Uniqlo nội địa Nhật, do là mình quen rồi, mình quen mắt rồi, mình đi mình rờ những chất liệu mình cảm giác thích rồi đó. Cho nên đó là lý do vì sao Nhi đi Thái hay Xin Nhi không mua được. Có thể là những chị nào ở bên Xin thì đi qua Nhật lại không mua được, vì đã quen rờ, quen thích những cái chất liệu của bên làm để mà xuất sang Xin hay như thế nào thì mình không biết, mình không chê gì ở đây hết. Mình chỉ cho bạn cách nhận biết hàng chuẩn tại Uniqlo, tại Xin hay Thái hay Nhật mà đã là chuẩn của Uniqlo thì nó thường hay có một cái con chip đằng sau như vậy. Và những cái hàng mà phát là không có con chip này nha mọi người, hàng phát là không có con chip này. Và hàng fake Uniqlo áo khoác chống nắng hiện tại ở Việt Nam rất là nhiều nha mọi người nha. Ok, tạm biệt mọi người, bye bye.